爱冰冷。 chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thị xã, trường ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thị xã, chủ trì hội nghị ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Thị xã tháng 8 năm 2024. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ, quy hoạch chung, xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng nông thôn mới ở thôn Hồng Quang, xã Định Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 12 tháng 8, tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 17 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng phát triển văn hóa và con người thanh hóa trong thời kỳ mới, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp quán triệt nghị quyết. Sự hội nghị có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành Đảng vụ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị được kết nối đến 1 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với gần 40.000 đại biểu tham dự. Sự tại điểm cầu thị ủy Nghi Sơn có đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Nguyễn Thế Anh, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ thị xã, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể cơ quan đơn vị bí thư các đảng ủy, tri ủy trực thuộc. Tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã, phó trưởng các phòng ban đội trung tâm thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành các đoàn thể chính trị xã hội. Tại điểm cầu phòng họp ban chấp hành đảng bộ thị xã Nghi Sơn, có các đồng chí đảng viên đảng bộ cơ quan thị ủy đoàn thể, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của 17 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã. Phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt nghị quyết, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã phân tích rõ những nét nổi bật đặc trưng về văn hóa xứ Thanh, con người xứ Thanh trong quá trình dựng nước và giữ nước. Việc xây dựng những nét thể hiện phong cách, tính cách con người Thanh Hóa trên cơ sở phân tích làm rõ nội hàm về văn hóa, đất và người Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã nêu lý do, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết chỉ ra tồn tại hạn chế trong việc thực hiện phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh cũng nêu lên vai trò vị trí về văn hóa trong phát triển của tỉnh và nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa. Từ đó nêu rõ bốn mục tiêu quan điểm trong nghị quyết đó là văn hóa, con người Thanh Hóa là nền tảng vật chất và tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đầu tư cho văn hóa, con người là đầu tư để phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy đề cập đến mục tiêu chung của nghị quyết đó là xây dựng phát triển toàn diện văn hóa con người thanh hóa hướng đến các giá trị chân thiện mỹ trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền trong tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả và đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã phân tích, làm rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí đầu Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trình bày chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết số 17 NQTU nhằm thể hiện tinh thần quán triệt và cụ thể hóa nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 17 NQTU. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã thể hiện tinh thần đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống, tiếp tục phát huy văn hóa và con người Thanh Hóa, tạo niềm tin, khát vọng xây dựng quê hương và tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập quán triệt, nắm vững những nội dung cốt lõi trong nghị quyết số 17, NQTU của ban chấp hành đảng bộ tỉnh và kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện tại địa phương đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch học tập của ban thường vụ tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức đảng Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy khẩn trương biên tập và tổ chức xuất bản, cấp phát đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh cuốn tài liệu về nghị quyết số 17 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh để phục vụ công tác nghiên cứu tuyên truyền, phổ biến quán triệt triển khai thực hiện, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh cần nêu cao vai trò trách nhiệm tính tiền phong gương mẫu, nghiêm túc trong thực hiện nghị quyết chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 và các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các chương trình đề án của tỉnh về lĩnh vực văn hóa. Cùng với đó, các cấp ủy tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nhằm cụ thể hóa nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh, thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, cơ quan đơn vị. Các cấp ủy Đảng chính quyền tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, xã hội để nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng con người thanh hóa phát triển toàn diện trên cơ sở hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hướng tới các giá trị chân thiện mỹ. Đồng thời tiếp tục quan tâm, gìn giữ và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp của đất và người xứ Thanh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Ngày 13 tháng 8, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị xã, chủ trì hội nghị ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thị xã tháng 8, năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Phó ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị xã. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Phó ban trực ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị xã. Đồng chí Bùi Tuấn Tự, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Khải, Phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị xã, lãnh đạo các xã phường. Tại hội nghị, lãnh đạo ban giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư thị xã đã báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm quý 3. Theo đó, năm 2024, thị xã Nghi Sơn được giao giải phóng mặt bằng đối với 59 dự án với tổng diện tích 386,68 hectare, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành kế hoạch số 08 KHUBNZ ngày 9 tháng 1 năm 2024 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2024 và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đến cấp ủy chính quyền cấp xã phường, các đơn vị chức năng liên quan, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nội dung công việc, cho từng tổ chức cá nhân nhằm phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của từng hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tổ chức 61 hội nghị sau ban, kiểm điểm tiến độ và giải quyết các khó khăn vừa mắc tại các dự án. Các hội đồng bồi thường đã tổ chức 112 hội nghị triển khai đối thoại, vận động thuyết phục, các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng tại các dự án. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, thị xã đã trình phê duyệt phương án bồi thường 243,61 tỷ trên 2.618 lượt hộ, đã phê duyệt phương án bồi thường 350,5 tỷ trên 2.564 lượt hộ, đã hoàn thành chi trả đạt 369,91 tỷ trên 2.676 lượt hộ, bao gồm các phương án đã phê duyệt năm 2023 chuyển tiếp. Từ đầu năm đến nay, thị xã đã hoàn thành chi trả và bàn giao mặt bằng 236,18 hecta trên 386,68 hecta tại 31 dự án, đạt 61,08% kế hoạch năm 2024. Trong đó, 12 dự án cơ bản hoàn thành và hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng. Trong thời gian tới, thị xã tập trung chỉ đạo các hội đồng, các phòng ban, ủy ban nhân dân thị xã, các xã phường giải quyết các tồn động vướng mắc, tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng các dự án để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2024, hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng, các dự án chuyển tiếp từ năm 2023, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình trọng tâm về giải phóng mặt bằng và sắp xếp lại dân cư theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khiếu nại kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn xã phường có dự án giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng làm cơ sở cho việc triển khai giải phóng mặt bằng được thuận lợi. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đóng góp các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị xã đề nghị các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo, lãnh đạo phòng chuyên môn, ủy ban nhân dân thị xã, các xã phường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Cái thứ nhất là chúng ta phải tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2024 này. Để trong đấy tập trung vào các dự án trọng điểm dự án của các nhà đầu tư lớn dự án mà uh, tỉnh ủy ban nhân tỉnh tập trung chỉ đạo và chúng ta phải giải quyết rất điểm nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ hai ấy, đấy là các đồng chí phải tập trung uh, chúng ta phải phải nghiên cứu uh, và thực hiện cái luật đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thực hiện và liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và phải tăng cường một thường xuyên phối hợp đấu mối với ban quản lý khu kinh tế sơn ban quản lý khu vực các cơ quan cơ quan chuyên môn của ủy ban dân tỉnh để để chúng ta được hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắt liên quan đến giải phóng một mặt nhưng và đặc biệt là các cái phòng ban, các cơ quan ủy ban các đồng chí phải phối hợp tốt với ủy ban nhân dân các xã phường trong thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ ba ấy là phải tập trung để giải quyết nhanh và dứt điểm các cái khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị tập trung hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thị xã và các dự án đầu tư công năm 2024 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn làm chủ đầu tư, quan tâm hoàn thành sớm dự án di dân sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường và dự án đô thị động lực. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã tiếp tục giả soát kiện toàn các hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại các dự án, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công chức viên chức theo năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thị xã. Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 10 tháng 8, Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Hải Yến đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tới dự ngày hội, có đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, đại diện Công an thị xã, đại diện Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Hải Yến. Thực hiện đề án 37 năm, chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay trên địa bàn xã Hải Yến có 6 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 18 thành viên, theo quy định của pháp luật, 80 tổ an ninh xã hội với 1.450 thành viên tại các thôn, tích cực phát huy vai trò của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, cung cấp cho cơ quan chức năng hàng trăm tin liên quan đến an ninh trật tự có giá trị, giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 8 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo An ninh Trật tự xã Hải Yến đã tổ chức nghiêm túc công tác đăng ký khu dân cư, trường học, xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, đảm bảo các tiêu chí, nội dung của phong trào ngày càng đi sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, duy trì có hiệu quả hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh trật tự, thôn và Tổ an ninh xã hội tổ chức cho cán bộ và nhân dân ký cam kết thi đua xây dựng gia đình khu dân cư cơ quan doanh nghiệp trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đã triển khai lắp đặt 18 mắt camera cộng đồng tại các tuyến đường khu dân cư có nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 tăng ni Phật tử chùa Phúc Tường, xây dựng một điểm chữa cháy công cộng tại thôn Văn Yên, vận động mỗi gia đình trang bị một bình chữa cháy, hướng dẫn cài đặt và sử dụng thành thao ứng dụng báo cháy 114, phương án xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể trong 8 tháng năm 2024, trên địa bàn vẫn xảy ra 3 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Thị Kim Hằng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã Nghi Sơn đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích kết quả đạt được của cấp ủy chính quyền các đoàn thể, lực lượng vũ trang xã Hải Yến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Hải Yến cần nhận thức rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động công tác của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể với lực lượng vũ trang trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm duy trì công tác ký kết các quy chế phối hợp để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng tạo sự gắn kết trong nhân dân đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội Động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Đồng chí Lê Thị Kim Hằng, trưởng ban tuyên giáo thị ủy nhấn mạnh, quán triệt thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng, phải lấy chủ động phòng ngừa là chính. Đây là vấn đề rất quan trọng trong tình hình hiện nay, nhất là đối với thị xã là địa bàn có nhiều dự án lớn được đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nhân tố gây phức tạp. Do vậy đề nghị công an xã Yến tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng ngừa xã hội, công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Đồng thời cần quan tâm xây dựng lực lượng công an cơ sở có phẩm chất chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời tham mưu thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Lê Thị Kim Hằng Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn cho cán bộ và nhân dân xã Hải Yến vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Nhân dịp này, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn tặng quà cho 5 cá nhân là người uy tín, gương điển hình, tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hải Yến xã Hải Yến trao giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Mới đây tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị bàn các giải pháp chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2024-2025 đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở, trung học cơ sở, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên. Tại hội nghị, hiệu trưởng các trường trên địa bàn thị xã đã nêu lên những khó khăn bất cập, đồng thời ban các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn vướng mắc để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2024-2025. Các đại biểu tập trung vào các vấn đề như tình trạng thiếu phòng học, thiếu giáo viên, hợp đồng giáo viên, dạy tăng giờ. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đưa ra mục tiêu quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025, tiếp tục nâng cao chất lượng vị thế giáo dục thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị phòng giáo dục và đào tạo thị xã, hiệu trưởng các trường bám sát kế hoạch năm học, chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2024-2025, thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, bảo đảm cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, phân công cán bộ giáo viên phù hợp đảm bảo tổ chức dạy học bình thường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ngay sau khai giảng năm học mới, trong điều kiện còn thiếu giáo viên, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt ngay từ đầu năm học, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025. Phòng giáo dục và đào tạo nắm chắc tình hình thực tế của các nhà trường, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch năm học 2024-2025, sát với tình hình thực tế, nhất là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, sắp xếp lớp học phù hợp bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ năm học của các nhà trường, giao chỉ tiêu chất lượng cho các nhà trường ngay từ đầu năm học. Hiệu trưởng các nhà trường và phòng giáo dục và đào tạo ký cam kết với ủy ban nhân dân thị xã về chất lượng giáo dục để quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 8 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tới sự có đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghi Sơn, các phòng ban chức năng của thị xã và cấp ủy chính quyền xã Tân Trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa trình bày chi tiết quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2000 khu đô thị số 18 tại quyết định số 1699 của thủ tướng chính phủ ngày mùng 7 tháng 12 năm 2018 về điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 căn cứ quyết định số 800 tại báo cáo thẩm định số 5213 của ban thường vụ tỉnh ủy về chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn để đầu tư xây dựng dây chuyền 3 và 4 nhà máy xi măng đại dương tại xã Tân Trường. Theo đó, nội dung điều chỉnh khoảng 49,2 hecta từ đất rừng sản xuất sang đất công nghiệp, kho tàng và đất hạ tầng kỹ thuật khác để xây dựng dây chuyển 3, 4 và đường vào nhà máy xi măng đại dương. Trong đó, điều chỉnh từ đất rừng sản xuất sang đất công nghiệp, kho tàng để xây dựng dây chuyền 3 và 4 nhà máy xi măng đại dương là 45,7 hecta điều chỉnh tuyến đường nối từ đường vào nhà máy xi măng Công Thanh kết nối vào nhà máy xi măng Đại Dương với chiều dài khoảng 2,6 km là diện tích đất rừng sản xuất sang đất hạ tầng kỹ thuật có diện tích 3,5 hectare, bao gồm đoạn 1 là từ đường Vành Đai Tân Trường với chiều dài khoảng 1,3 km, giữ nguyên quy mô mặt cắt ngang là 45 m còn điều chỉnh về hướng tuyến. Đoạn 2 có chiều dài 1,3 km, nâng quy mô mặt cắt ngang từ 20,5m lên 45m và điều chỉnh hướng tuyến. Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cho Phòng Quản lý Đô thị Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn. Sáng ngày 11 tháng 8, tại Công sở Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng đưa đón học sinh trẻ em mầm non an toàn bằng phương tiện ô tô. Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về lừa đảo, cố ý gây thương tích trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, đội hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo thị xã cán bộ và nhân viên công ty Honda Anh Phát cùng toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên của các trường mầm non tư thục trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên của các trường mầm non tư thục trên địa bàn thị xã đã được nghe cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Nghi Sơn tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng đưa đón học sinh trẻ em mầm non an toàn bằng phương tiện ô tô. Bên cạnh đó, nhân viên công ty Honda Hưng Phát hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ. Cũng trong khuôn khổ chương trình, toàn thể hội nghị đã được nghe cán bộ đội cảnh sát hình sự, tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về lừa đảo, cố ý gây thương tích trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Thông qua hội nghị tuyên truyền, giúp toàn thể cán bộ và nhân viên của các trường mầm non tư thục trên địa bàn thị xã có thêm kiến thức pháp luật khi tham gia giao thông các kỹ năng đưa đón học sinh, trẻ em mầm non an toàn, không để xảy ra các vụ việc bỏ quên trẻ em mầm non, học sinh trên xe đưa đón học sinh. Đồng thời nâng cao kiến thức cảnh giác đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về lừa đảo, cố ý gây thương tích trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, là cửa ngõ phía nam của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 50 km thị xã nghi sơn đang nổi lên trên bản đồ du lịch sứ thanh như một điểm đến ấn tượng hấp dẫn theo sử sách ghi lại tên huyện ngọc sơn thị xã nghi sơn ngày nay do vua lê thánh tông đặt vào thế kỷ 15 và có câu khen ngọc sơn trung tú vạn niên cơ nghĩa là ngọc sơn tập trung cảnh đẹp có nguồn gốc vạn năm đến với nghi sơn du khách vừa có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp thơ mộng bao la của biển xanh cát trắng núi non thiên nhiên hùng vĩ xanh mát vừa được tĩnh tâm trong không gian linh thiêng của các địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, gắn liền với những nhân vật, sự kiện lịch sử quan trọng của nước ta. Trong đó, cảnh sắc yên bình, hoang sơ của những vùng biển chính là điểm nhấn hấp dẫn và là sản phẩm du lịch thế mạnh của mảnh đất này. Biển Hải Hòa thuộc phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, cách Hà Nội 200 km, được ca ngợi là vùng biển đẹp nhất xứ Thanh. Biển nơi đây còn khá hoang sơ, với bãi cát trắng mịn, trải dài dọc bờ biển hơn 10 km. Nước trong xanh, không gian yên tĩnh. Du khách có thể tận hưởng không khí trong lành rất thư giãn. Bạn có thể đến vùng biển này vào mọi thời điểm trong năm, nhưng mùa hè vẫn là thời điểm phù hợp nhất để thỏa thích với các hoạt động ngoài trời. Ngoài việc tắm biển và nghỉ dưỡng, mọi người cũng có thể tham gia vào nhiều hoạt động thể thao khác như lướt ván, trèo, ca rắc, chơi bóng truyền trên bãi cát hay đi câu cá. Bãi Đông Nghi Sơn cũng là một bãi biển đẹp hoang sơ và vô cùng thơ mộng với cát trắng và nước biển trong xanh. Bãi Đồng chưa được khai thác nhiều để phục vụ cho việc phát triển du lịch. Chính vì thế, nơi đây vẫn còn giữ được không gian vô cùng yên bình, tĩnh lặng. Bãi Đồng chắc hẳn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người mong muốn tìm một nơi để có thể thư giãn đầu óc, giải tỏa căng thẳng cũng như xua tan đi những bộn bề, lo toan nơi thành phố tấp nập dạo bước trên bãi cát trắng, trải dài thơ mộng, lắng nghe tiếng sóng xô dì rào và cảm nhận từng làn gió nhẹ, mang theo vị mặn mòi. Tất cả tạo nên một sự hấp dẫn, lôi cuốn kỳ lạ, giúp tâm hồn bạn trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng. Sẽ thật là thiếu sót nếu bạn bỏ qua những hoạt động check-in, sống ảo, khi tới khu du lịch Bãi Đông Thanh Hóa. Tại đây bạn sẽ có vô vàn những góc chụp khác nhau, tại các khu vực như Bãi Đá Ong, khu vực xích đu trên bờ biển, hay là bắt trọn vẻ đẹp lung linh huyền ảo trong thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Vùng đất cổ Biện Sơn này là xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chỉ có diện tích khiêm tốn hơn 3 km vuông nhưng lại có mật độ di tích và di sản văn hóa dày đặc, trải dài cùng quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhìn từ trên cao, hòn đảo này như một vòng tay khổng lồ chia ra biển, êm ái ôm gọn vào lòng vụ nước màu xanh ngọc bích, đủ độ sâu làm nơi cho tàu thuyền về bờ, nghỉ ngơi sau những lần cùng ngư dân đi khơi xa. Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm trầm tích lắng động, miền đất Thanh Bình này đang là điểm đến mới được du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm và hòa mình vào cuộc sống của con người nơi đây. Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước có diện tích hơn 100.000 hecta và được chia làm nhiều phân khu chức năng. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và dịch vụ ven biển trọng điểm không chỉ của cả tỉnh mà của cả nước. Với các tổ hợp công nghiệp mũi nhọn là lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, xi măng, chế biến hàng xuất khẩu, gắn với khai thác có hiệu quả cảng nước sâu nghi sơn, hình thành trung tâm cảng biển, dịch vụ thương mại, logistics và các đô thị hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, khu vực. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, tri bộ Ban công tác mặt trận thôn Hồng Quang, xã Định Hải đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khơi dậy sức dân, cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Thôn Hồng Quang hiện có 262 hộ với 1.023 nhân khẩu. Để sớm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2024, tri bộ đã tổ chức hội nghị ra soát, đánh giá các tiêu chí đạt được và tiêu chí chưa đạt được để nghị quyết triển khai thực hiện đồng thời giao ban công tác mặt trận thôn tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể các tri hội tập trung tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân hưởng thụ qua tuyên truyền khơi dậy sức dân cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên và nhân dân, trong những năm qua, kinh tế xã hội trong thôn có nhiều khởi sắc. Nhân dân trong thôn đã từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng trên người trên năm. 100% các tuyến đường liên thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa, đảm bảo việc đi lại, phát triển kinh tế của nhân dân. Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa trong 3 năm liên tục từ năm 2020 đến năm 2023. Qua giả soát, đến nay, thôn đã đạt được 14 trên 14 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân xã Định Hải trình Ủy ban Nhân dân thị xã công nhận nông thôn mới đối với thôn Hồng Quang. Ông Lê Đăng Điệp, bí thư tri bộ, trưởng thôn Hồng Quang, xã Định Hải cho biết. À, sau khi mà được à, ban chấp hành đảng ủy là giao cho thôn Hồng Quang tức là xây dựng nông thôn mới thì ngay từ đầu năm thì đối với chi à, bộ xây dựng ra cái tiểu ban xây dựng phát triển nông thôn mới thì à, đến à, nay là 7 tháng thì à, cơ bản là 14 tiêu chí là xây dựng nông thôn mới là là đã đạt đạt các 14 trên 14 tiêu chí. Vậy thì, thì à, đối với để đảm bảo trong cái cái về thẩm định trong cái cái đạt cái tiêu chí nông thôn mới thì à, trong cái thời gian tới thì à, đối với chi bộ là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể là tiếp tục là tuyên truyền vận động toàn thể bà con nhân dân là khắc phục những cái mặt đang còn hạn chế để đẩy mạnh lên các các mục tiêu nhiệm vụ để về thẩm định để đạt cái tiêu chí nông thôn mới và tiến tới là à, tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thông báo về việc chuyển địa điểm hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thị xã Nghi Sơn Quyết định số 445 QĐ QLZA ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã nghi sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thị xã nghi sơn tại tiểu khu 1 phường hải hòa thị xã nghi sơn địa điểm trường trung học cơ sở lương trí cũ. Theo đó dự án sẽ khởi công xây dựng vào giữa quý 3 năm 2024. Trong thời gian chờ hoàn thiện dự án, ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn Ban hành công văn số 3517 ngày 16 tháng 7 năm 2024 về việc chuyển địa điểm hoạt động dạy và học tạm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thị xã Nghi Sơn. Địa điểm chuyển đến khu B, trường tiểu học Nguyên Bình, địa chỉ Tổ sân phố Thành công, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ngày 31 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thị xã Nghi Sơn hoàn thành việc chuyển địa điểm hoạt động dạy học tạm đến cơ sở khu B, trường tiểu học Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Năm học 2024-2025, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thị xã Nghi Sơn tạm thời thực hiện hoạt động dạy và học tại địa điểm trên. Nay, Trung tâm trân trọng thông báo đến toàn thể nhân dân, phụ huynh, học sinh được biết để thuận tiện trong học tập và liên hệ công tác. Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thị xã Nghi Sơn đã ký Trần Thị Sang. Tổ hợp nhà máy VinFast tuyển dụng hơn 4.000 nhân sự tại Hải Phòng Ký hợp đồng chính thức với VinFast Tổ hợp nhà máy VinFast, khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Hải Phòng Đang tuyển dụng hơn 4.000 nhân sự Đi làm ngay trong tháng 7 và tháng 8 năm 2024 Các vị trí tuyển dụng, công nhân lắp ráp sản xuất Công nhân hàn, công nhân cơ khí Công nhân sửa chữa ô tô điện cơ khí Công nhân vận hành xe nâng cầu trục Công nhân sơn, công nhân cắt may Công nhân bảo trì điện cơ khí Điều kiện ứng tuyển, nam nữ tuổi từ 18 đến năm, Tốt nghiệp chua phổ thông trở lên có sức khỏe tốt, có tay nghề và kinh nghiệm là lợi thế. Quyền lợi được hưởng, ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay với mức thưởng gia nhập lên tới 3 triệu đồng, cùng với các chính sách, chế độ phúc lợi vượt trội với lương thưởng và điều kiện làm việc. Gia nhập nhà máy VinFast ngay hôm nay để phát triển sự nghiệp của bạn và chung tay vì một Việt Nam xanh hơn. Số điện thoại liên hệ 038 2911 256 qua các kênh tin nhắn Zalo Viber. Xin nhắc lại số điện thoại 038 2911 256. Phỏng vấn và đi làm ngay trong tháng 7, tháng 8 năm 2024. Cửa hàng xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm Đức Anh 1, địa chỉ tiểu khu 3, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, thông báo chương trình Dước quà đúng gu, vượt hè đúng đỉnh, dành cho tất cả mọi đối tượng khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Way, RS, Vision, Vario 160, Winner X, CBR 150R, sẽ nhận được các combo quà tặng giá trị từ Honda Việt Nam trị giá tới 1 triệu 500 nghìn đồng. Mua xe trả góp lãi suất 0% và nhiều phần quà ưu đái trị giá lớn với các dòng xe Winner X và CBR150R tặng điện thoại Samsung A05S. Mua xe trả góp chỉ 0% lãi suất với các dòng xe SH. Chương trình siêu khuyến mãi cho xe Winner X và Vario 160cc. Tổng giảm giá lên đến 15 triệu đồng cho xe Winner X, 8 triệu đồng cho xe Vario, hỗ trợ phí đăng ký xe, khách hàng mua xe trả góp được hưởng lãi suất ưu đãi 0%, trả trước mỗi tháng chỉ từ 300.000 đồng. Thu mua xe cũ, đổi xe mới Winner X, mua Winner X theo nhóm 2 người được hỗ trợ 500k trên một xe. Chương trình ưu đãi hỗ trợ 3 triệu phí đăng ký cho xe Winner X và Vario 160cc ngoài tổng giảm giá lên đến 15 triệu đồng cho xe Guinness X và 8 triệu đồng cho Vario 160cc. Khi mua xe, khách hàng còn được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng tiền phí đăng ký xe, 3 triệu voucher, quà tặng khi mua sản phẩm các nhãn hàng lớn, khuyến mãi cho tất cả khách hàng đến sử dụng dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng tại cửa hàng. Giá phụ tùng theo giá đề xuất của Honda Việt Nam cam kết 100% phụ tùng chính hãng và có bảo hành sau khi sử dụng dịch vụ nhân viên dịch vụ lành nghề, được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi Honda Việt Nam. Khách hàng sử dụng dịch vụ, được tích điểm đổi qua ngay, thay dầu Pro Honda, được giảm giá lưu kế, tặng đệm ốc xả dầu, dán tem nhắc thay dầu và rửa xe miễn phí. Miễn phí tiền công khi sửa chữa bảo dưỡng đại tu toàn phần xe máy, giảm giá 20%, bình ác quy, 50% phụ tùng Ren Air, tặng đệm ốc cả dầu cho tất cả khách hàng thay dầu nhất tại cửa hàng. Đặc biệt với nhiều gói combo dịch vụ sửa chữa, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng với giá cả hợp lý và siêu ưu đãi. Cửa hàng có dịch vụ sửa chữa lưu động tại nhà, khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng 02373 611 799 hoặc hotline 0985 457 887. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Liên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.